Giờ anh trai này bắt đầu đi xuống lặn bắn cá nha. Đó, bận cái bộ đồ rất chuyên nghiệp nha. Đầy đủ đồ chơi luôn, chân vịt, bao tay, cái súng với cái kiếm bơi. Trời ơi, quá độ luôn á, anh quay lại chụp hình cái nha. Lát lúc nhảy xuống quay lại chụp hình cái anh. Ông đó ông hơi thở nha cả nhà. Cái súng đưa xuống anh. Đó. Trời ơi. Ồ, giống nàng thiên cá quá không? Hợp đưa ống lên đúng không? Đúng rồi, mình thở hơi, lấy hơi lên được đúng không? Ừ, như mình bay vậy là mình lấy hơi để cho mình đã mệt á. Rồi khi nào mình muốn bắn cá mình lặn xuống mình ôm cục đá. Qua mình bắn. Ôm cục đá hả? Ừ, dưới là mình phải nín thở. Trời ơi. Con ơi Sơn. Trời ơi. Có một con nữa nha, xin được con nha cả nhà. Rồi xin được con. Anh Tuấn được con, trời ơi. Anh Tuấn Nguyễn hai con luôn rồi. Kẻ rồi. Kẻ rồi. Ơi. Dính ơi. Ngang sao làm gì mà Dính ơi. Rồi tối nay có cá có mồi nha. Chứ không làm ăn được, bằng sao cái làm ăn quá trời luôn à. 4-5 con luôn. Có con này bự nè. Bay bắn này, giờ đi bắn rồi. Nãy giờ đâu ai bắn đâu. Cá nó kìa, cái gì đó. Bây giờ cũng cắn nha. Trời ơi, đó nãy giờ anh Tuấn Nguyễn câu được 3 con luôn. Nãy giờ xin được mấy con rồi. Vĩnh cũng không được con nào luôn. Ồ, cá này rất là sung da. Vĩnh bắt đầu nhảy xuống nha cả nhà. Ôi! Ở Vĩnh. Ở Vĩnh. Nực lắm hả? Ở giờ Vĩnh mở phao nhảy xuống trước luôn nha. Mình đây câu được, bắn được chưa? Giờ này mày nhảy xuống là đã lắm luôn mọi người. Để lát qua bên kia san hô nhảy cái nè. Con cá nhỏ nè. Chú nhiều được con đó hả? Rồi chú nhiều được 2 con rồi. Đó anh Tấn. Rồi nãy giờ cá mú luôn 2 con luôn. Được chưa, được chưa? Dính con nữa đó. Tuấn Nguyễn giờ anh đang làm mồi. Anh đang ghim mồi vô cái lưỡi câu.
Có rồi, có rồi. Ồ, chú nhiều nữa hả? Rồi, rồi. Có này không hả? Rồi, vậy là đâu có hả? À, cũng được anh. Xuống bắt con nào chưa vậy anh? Cá sấu quá. Cá sấu không? Rồi rồi rồi. Quanh kia cầu hình có mày ơi. Quanh kia cầu có là cá. Đúng rồi. Đấy mũ á. Hơi thấp. Rồi, lặng lại. Đó, nhảy. Để đụng hoàng. Ở giờ leo cái cho chú đi Quyền. Đó. Nè, tiếng cá đấy nè. Má chồng xuống nha, chồng xuống. Có đụng đá không gì Sơn? Sâu hả? Sâu lắm. Ôi, đã quá. Quá đã luôn anh ơi. Đó giờ gì xin anh Tấn Nguyễn đang cắm nha, chị Vĩnh cũng cắm tay nha. Dạ vậy anh. Chung san hô đây không có thấy được nha cả nhà ơi. Đó còn đi bên con đảo là nhìn thấy bảy màu luôn. Còn đây là san hô là không có thấy gì hết á. San hô chết rồi. Được chưa chú nghèo? Sâu không? Sâu, nhảy cái này chú nghèo. Nhảy ở đây à, nhảy bên đó đó, bên đó đó. Nãy mọi người nhảy bên đó đó. Ê! Ồ, nhảy xuống nó lúng cái điện thoại xuống không trời? Lúng hả? Bây giờ còn sẽ đứng quay xíu nha cả nhà, quay xíu xong rồi bắt đầu mọi người toàn sẽ xuống cắm với mọi người xíu nha. Lấy kiến hả anh? À Vĩnh. Có lấy kiến không các bạn? Trời ơi. À Vĩnh. Vĩnh lặn xuống coi gì mà. Vĩnh Sơn có lấy không Vĩnh Sơn? Không thấy san hô nữa luôn, không thấy cá luôn cả nhà. Giờ anh này. Hơi Sưng đang bơi, chú nhiều cũng đang bơi. Vĩnh đang là lặn san hô nha, bây giờ chắc còn cũng xuống tắm cái nha, còn anh quay tiếp tục cho mọi người xem nha. Ghê. Đẹp lắm. Đẹp lắm hả? Để xuống. Sao lắc dữ vậy? Ghê. Có áo phao lấy lặn, có áo phao ra mới lặn được.
giờ còn cũng nhảy xuống luôn nha cả nhà. Lát có gì rảnh còn sẽ quay cho mọi người xem. Cuối cùng nhóm cũng lặn sân hô bơi xong rồi nha cả nhà. Ai cũng lên bờ hết rồi. Chị Sơn lên lầu tiên rồi, cá chú nhiều. Dẫn anh cứ nguyện cứ tàu. Còn xuống sau cùng thì nó trung tâm sau một xíu. Tạm chú nhiều. Dạ. Rồi. Sao rồi Sơn? Mệt quá, phơi hả, phơi hả? Rồi về tắm là nước biển nó rất kịch rồi. Nước biển mặn ở đây. Đập lên nó trơn, đập lên nó trơn. Sao con đập lên có bị đâu? Đông rêu quá, đâm cái chỗ răng. Mà trang hô đây không có màu chứ bên kia màu nhiều. Mà nhìn sang hô con thấy bị giống như mấy cái bàn tay bị lỗ quá, nhìn cái bị gì ứng á. Bà sao rồi Vĩnh, bơi nay bơi sao Vĩnh? Thường lắm. Vĩnh là trong nước là ngã xuống sớm chứ. Ừ, đề ba trước rồi, giờ không dám quay nhìn luôn. Quay Vĩnh ơi. Nãy giờ cũng bơi đã rồi, bắt đầu giờ mọi người cũng đuối rồi, bắt đầu về lại đất liền nha. Sau khi còn với dì Sơn, dì anh Cấn Nguyễn với Vĩnh với chú Nhiều đi tắm biển với ngắm san hô với câu cá xong rồi, giờ nhóm còn cũng đã về tới villa resort lại nha cả nhà. Bây giờ thôi để mọi người về tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi xíu đó, rồi tiếp tục hành trình tối nay nha. Tối nay chương trình gì đó mọi người theo clip tiếp theo theo dõi còn đó, thì mọi người sẽ biết nha cả nhà. Đó, cảm ơn mọi người đã ủng hộ còn nha, mọi người xem cho còn một like một chia sẻ nha. Bye bye nha, hẹn mọi người ở clip sau nha mọi người. Có quang cảnh đây rất là đẹp luôn. Hồi nãy còn có quay quay cái địa chỉ đây á. Mọi người với cái tên của resort á, mọi người có thể lại đây hỏi cái tên resort là biết nha, Lan Chi nha cả nhà. Kiểu là nhìn nó giống như dưới vùng quê á mà làm lại rất là đẹp luôn.